Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Trần Như xin kính chào quý khán thính giả. Sau đây là phần điểm tin trong ngày của Đài Á Châu Tự Do tối thứ Hai, ngày 11 tháng 3 năm 2019. Thưa quý vị, công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, người bị cáo buộc tham gia trong vụ ám sát người anh cùng cha khác mẹ của Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un, được báo chí mô tả là bị sốc khi thẩm phán tuyên cô Siti Asia, người Indonesia trong cùng vụ được tự do. Trong khi đó, thì Reuters loan tin cho biết rằng khi có quyết định hủy bỏ cáo trạng của thẩm phán đối với cô Siti, luật sư của cô Đoàn Thị Hương cũng có yêu cầu tương tự. Theo các luật sư bào chữa cho cả hai cô thì họ cho là hai cô chỉ là những người bị mật vụ Bắc Hàn dụ tham gia vào vụ ám sát mà họ không hề hay biết. Cả hai cho biết là họ cứ ngỡ những người Bắc Hàn thuê họ diễn trong một chương trình truyền hình thực tế. Chưa có người Bắc Hàn nào bị bắt giữ trong vụ án này. Bắc Hàn bác bỏ cáo buộc họ tổ chức vụ ám sát. Tòa đồng ý phiên xử đối với cô Đoàn Thị Hương sẽ được tái tục vào thứ Năm tới đây. Thưa quý vị, ít nhất là có hai phụ nữ có nhà bị phá hủy tại vườn rau Lộc Hưng vào tuần qua bị công an tấn công, sách nhiễu. Tin cho hay là vào ngày 8 tháng 3 vừa qua thì một số phụ nữ đã tập trung tại vườn rau Lộc Hưng ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh với các biểu ngữ đòi đối thoại với chính quyền và trả lại đất cho họ. Công an và các lực lượng an ninh khác đã buộc họ phải rời khỏi khu vực, trong khi dân phòng hoặc công an mặc thường phục mang khẩu trang đứng quay phim. Các nhân chứng cho biết là cảnh sát đã hành hung dã man hai phụ nữ là bà Bảo Quyên và bà Thúy Thanh khi hai người này đang chụp hình và quay video. Bà Quyên, một bà mẹ, ba con cho biết là một nhóm đàn ông đánh bà, lôi bà vào một chiếc xe ô tô, đập đầu vào cửa xe, sau đó thì đưa bà đến trụ sở phường 1 quận Tân Bình. Bà cho biết là hai nữ công an đã yêu cầu bà cởi quần áo để họ khám xét, đồng thời yêu cầu bà cho biết tên của những người mà họ cho là đang cầm đầu nhóm chống đối. Vẫn theo bà thì phía an ninh cũng yêu cầu bà phải thuyết phục những người dân khác nhận tiền bồi thường, không tập trung chống đối gây rối trật tự công cộng. Thưa quý vị, bà bị giam giữ 9 tiếng đồng hồ. Thông tin từ Bộ Công an cho biết là có đến 140 trên 210 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2018 tại Hòa Bình bị tẩy xóa, chỉnh sửa đáp án để nâng điểm. Bộ Công an đã chuyển kết luận đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 3 bị can gồm Nguyên trưởng phòng khảo thí và quản lý giáo dục, Phó Hiệu trưởng Trung học phổ thông, Trung học cơ sở dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy và một chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục với tội danh là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì các bị can đã có hành vi sửa chữa, nâng điểm cho các thí sinh, làm sai kết quả. Các bài thi này đã được can thiệp, nâng điểm ít nhất từ 0,2 cho đến 9,25 điểm cho một môn thi. Theo kết luận điều tra thì bị can Mạnh Tuấn đã thừa nhận được hưởng 550 triệu đồng để can thiệp sửa bài thi trắc nghiệm của các thí sinh. Thưa quý vị, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết là vừa lập kế hoạch kiểm tra giám sát công tác thu phí của 11 trạm thu phí đường bộ BOT trên cả nước, cho biết thêm kết quả kiểm tra phải được hoàn thành và báo cáo về Tổng cục trong quý 2 năm nay. Để kiểm tra, các cục quản lý đường bộ sẽ phối hợp với các đại diện Cục An ninh Kinh tế Tổng hợp, Cục Cảnh sát Kinh tế thuộc Bộ Công an nếu có và Cục Thuế địa phương nơi đặt các trạm BOT. Kế hoạch được đưa ra sau khi có một số công dân lên tiếng đòi minh bạch trong việc thu phí BOT tại BOT Ninh Lộc và Bắc Thăng Long, Nội Bài. Một số người dân và tài xế tham gia kiểm đếm số xe qua trạm để tính toán khoản kinh phí đầu tư và thời gian thu phí mà chủ đầu tư đưa ra. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi phần điểm tin của chúng tôi hôm nay. Quý vị cũng có thể xem toàn bộ bản tin chi tiết tổng hợp hôm nay bằng cách truy cập vào YouTube RFA Tiếng Việt của Ban. Hẹn lại quý vị vào bản tin tối mai. Mến chào và cầu chúc quý vị thật nhiều niềm vui và bình an.